Nhưng nếu còn cái này là đại phúc cho nhà các anh chị, nó còn ý chí với thằng chồng, thì kinh doanh cũng vậy thôi. Bạn cho nó mua chịu rất bình thường. Nhưng nguyên nhân khất nợ là do gì? Một cái món nợ nó là đặc sản của một cái nghề kinh doanh. Nợ tiền, nợ vật, nợ người, nợ đời, nợ tình, nợ nghĩa. Thì cuối cùng người ta không trả ra đâu. Cuối cùng của cuối cùng nó chỉ có hai nguyên nhân này. Thế tại sao tao tin mày? Tao tin mày vì cái mặt mày có hai cái sau đây. Ý chí trả nợ. Đây là nhân tố quyết định. Từ khi ông nội nó đẻ ra bố nó, rồi bố nó đẻ ra nhà nó, nó có một cái mặc định ở trong đầu nó, cái đường mòn trong đầu nhà nó. Đã nợ là phải trả. Cho nên người ta đưa cái phần người lên. Tao đã nợ là tao trả. Thì người ta gọi là ý chí trả nợ. Và ý chí trả nợ nó nhiều cấp độ lắm. Thì tí nữa chúng ta sẽ nói. Nhưng cậu còn ý chí trả nợ. Điều kiện cần, điều kiện đủ. Đó là năng lực trả. Các con dời đa cấp, các con dời ấy, đi cho cái con danh con ở xã vay vì chơi hụi mà. Cứ thấy nhà nó to là cho vay. Nhưng mà thực ra cái nhà ấy nó cho thuê đấy. À nó đi thuê. Điều thứ hai là nhà của nó thật ấy. Nhà của nó thật ấy. Nhưng mà nó đã lên cơn không muốn trả thì cả đời mày cũng không làm gì được. Cùng là hành vi khất nợ. Nhưng do cái gì vậy? Do cái năng lực này, cái dòng tiền nó bị sụt. Nó khất nợ vì tín hiệu của ý chí trả nợ là lấn từng bước không trả. Một hành vi nó bằng 1 triệu lời nói. Mày càng nói, mày càng biểu hiện cái ý chí bất dậy. Bạn có tin không? Vì thằng đối diện nó không như bạn nghĩ. Bạn lại tưởng là nó cũng như bạn. Đấy, cái chết người của con người nó nằm ở đó. Buộc mình phải bán chịu. Nhưng bán đến mức nào thế chứ? Được cái chai thì mất cái đỏ. Khi mà biết chắc chắn là mất thì bán làm cái gì? Đấy là tư tưởng triết học nhá. Vậy thì tốt nhất là em sẽ bán, nhưng em tạo vòng ngừa. Mình ngừa bị sơ suất. Xử xong thì mình mất một số tiền chứ không mất tất đâu. Thì lấy cái số tiền đấy làm học phí. Đằng sau thành công sẽ là những cú ngã ngựa. Nếu sợ ngã ngựa thì không bao giờ dám cưỡi ngựa. Đấy là chân lý. Và rất ít kẻ doanh nghiệp học xong đi làm. Nếu bạn làm sai. Mục tiêu của lần 1 là chủ trương làm sai. Chủ trương lần 2 làm sai. Tôi đố bạn đúng ngay được. Nhưng làm để cho nó biết nghề. Sai rồi nó sẽ đúng. Đừng ngụy biện với tôi. Bước 1 lập chính sách tín dụng cho công ty. Một chính sách cho công ty nó sai thế nào cũng phải làm. Bạn làm cho tôi 2 năm là bạn sẽ đúng. Thì bạn mới hình dung ra nó hay lắm các bạn ạ. Trong chính sách này nó gồm những thứ sau đây. Thứ nhất, Điều kiện bán chịu. Nếu mà hiểu đúng bản chất ấy, đây là điều kiện cấp tín dụng đến mua chịu. Đủ tiêu chuẩn gì chứng minh cho bố mày, thuyết minh đầy đủ bằng số liệu thì bố mày sẽ ký chữ bán chịu. Trên nền tảng cân nhắc cả nguồn lực, cả thị trường. Nếu mà không bán chịu tới đâu thì doanh số nó giảm. Giảm tới đó, mình giảm đến mức nào mình chịu được. Đừng để mất doanh số bùng nổ mà mất tất. Đã đưa ra là tiền nó phải về. Thì người ta gọi đó là điều kiện cấp tín dụng. Điều kiện cấp tí nữa tôi sẽ cung cấp cho các anh chị, chứ tôi không nói chung chung. Nhưng đầu tiên phải ghi nhận đó. Nội dung thứ hai, thời hạn cấp, tức là thời hạn bán chịu. Bạn sẽ có nhiều trường hợp các bạn ạ. Nhưng cao nhất thấp nhất là bao nhiêu? Bán chịu càng dài ngày thì độ rủi ro càng cao.
và ngược lại. Nếu bán trả tiền ngay, rủi ro bằng không. Không có ậm ờ được. Đừng đi bắt trước bất cứ thằng nào. Mày trả cho tao trước 30%, còn 70% tao cho mày chịu 5 năm. Vì chính sách tín dụng của nó còn dựa vào nguồn lực, dựa vào đội ngũ của nó. Bạn phải đưa ra được chính sách của bạn. Trong cái điều kiện cấp này, tí nữa nó phức tạp lắm. Phải rất tỉnh táo thì mới ra được là thằng này đủ điều kiện hay không. Em hết ý kiến, bởi vì quyết định là quyền anh. Nhưng anh có nói rời nói đất, em vẫn bảo lưu ý kiến. Anh vi phạm điều kiện của chính sách tín dụng. Chính sách tín dụng là phải nêu được mức bán chịu tối đa. Tao bán chịu cho mày cái xe Honda, trả ngay cho bố mày 30%, thì đấy là chính sách người ta. Còn 70% bố mày cho chịu 1 năm, ví dụ thế. Thằng kia nó tranh ông, nó bảo cho mày chịu 2 năm. Nếu tao xét cái mặt mày ngon nữa, tao cho mày chịu 5 năm. Nhưng nó có 2 loại hàng các bạn phải cân nhắc. Một là hàng hóa mà nó dễ hư hỏng. Nó đến nó bảo anh ơi, cho em mua chịu đi. Tức là bạn cấp tín dụng cho nó đi. Mua gì? Dạ anh chuyên bán hoa quả, cho em mua chịu mít đi. Và thứ hai là cái hàng mà giá trị nó nhỏ. Các bạn ạ. Chứ không phải giá trị lớn đâu. Vì giá trị nhỏ nó nằm trong phạm vi thanh toán, mà đã mua chịu là có chuyện. Thì các bạn mới thấy được cái đẳng cấp của học, đẳng cấp của con người nó nằm ở đó. Đằng này đi đo con người lại đo bằng cái bằng tiến sĩ. Trường Doanh Nhân PR.